Em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã đến với video mới của shop em. Đây là video 1221 nha các anh. Đây, cái số video thì em sẽ ghi ở trên đầu này. Các anh đặt hàng á, mình nhớ báo mã số video giùm em nha. 1221 ở đây ạ. Và hôm nay thì em sẽ lên cần câu tay với lại cần ngâm lăng xê. Và ở đầu video thì em cũng có cần câu dít cắm góc và cần lu máy ngang nha các anh. Còn ở bên tay phải em là cần lu máy đứng của Yamaga hàng nội địa Nhật nha các anh. Với lại một cây cần vip ISO Nissin hàng nội địa Nhật luôn. Cây này thì nó có chiều dài là 3m3, à không, cây này là 4m5 các anh. 4m5, cần vip ISO Nissin nội địa Nhật. Và một cây cần khoen xích gold, cần săn hàng, câu ngâm biển. Và cuối video là một cây cần câu cá tra nha các anh. Với lại hôm nay em cũng có về được một lô 20 đồng hồ nha các anh. 20 cái đồng hồ Nhật bãi về này. Với lại cước, phụ kiện, lưỡi câu và vài con máy câu. Em sẽ lên trong video này. Và đối với những sản phẩm ở đây thì em chưa có bao gồm phí ship nha các anh. Ship mỗi đơn cần 40.000, đơn máy, đơn phụ kiện 30.000 một đơn. Và em cũng xin phép trước là anh nào mà thanh toán trước hoặc là đặt từ hai sản phẩm trở lên đối với cần và máy thì em hỗ trợ miễn phí ship, còn phụ kiện thì vẫn như cũ trên 500 nha các anh. Phụ kiện vẫn như cũ trên 500 thì em mới miễn phí ship nha. Nhà lưỡi này, đồng hồ này, cước đều là hàng phụ kiện hết nha các anh, trên 500 miễn phí ship ạ. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu những cây cần. Một cây cần 2 khúc Secret chiều dài là 2m4 nha các anh. Secret 2m4 và cây này thì đọt của nó cứng là 80 đến 100 nha các anh. Đọt cứng 80 100 là cứng tầm 90 ạ. Và đọt của cây này sẽ là 2.2 ly nha. Đọt cần 2.2 ly, dàn khoen thì toàn bộ là khoen sứ trắng hết ạ. Khoen sứ trắng Secret 2m4. Độ cứng 80 đến 100. Phô fit nha các anh. Đây một cây cần phíp tuyển này, cần mới ken nha các anh, rất là đẹp luôn, không có lấy một vết xước luôn nha. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái, đúng như trên video thì mới thanh toán nha các anh. Đẹp ken như trên video này, mới thanh toán nha. Cây này đẹp lắm các anh, hàng phíp tuyển. Bắt sử dụng là dạng bắt Fuji FS7, bắt gập, còn cánh tay cầm thì được quấn chỉ này. Phôi phíp cho mình nha. Phôi cần là phôi phíp, nó có cái độ dẻo dai, độ chịu lực rất là tốt ạ. Secret 2m4, đọt cứng 80 đến 100. Và đọt cần này là 2.2 ly, trọng lượng 349g. 349g, cần câu mã số 1 nha các anh. Giá cần này là 350.000. Cần câu mã số 1 có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 giới thiệu đến các anh một cây cần câu lu máy đứng nha. Lu à không, cây cần lu máy ngang của hãng Shimano dòng Majestic. Shimano Majestic cần máy ngang 2m1, độ cứng MH. Bắt thì sử dụng là dạng bắt hãng như này. Bắt hãng bắt vặn. Và cái phần cánh tay cầm thì nó sử dụng là cánh mút nha các anh. À cánh gỗ nha, cánh gỗ vẫn còn nguyên siêu luôn. Nguyên siêu chưa bóc ở đây. Còn phôi là carbon xoắn, xoắn gỗ như này luôn. Khoen thì ba chân, khoen hãng. Khoen bắt hãng cái này ạ. Phôi carbon xoắn toàn thân. Này carbon xoắn toàn thân nha các anh, 2m1 cứng MH. Và đọt cần này là đọt 2.1 ly nha. Đọt cần 2.1 ly còn trọng lượng là 130g ạ. Cái này các anh câu nhái hơi nhái thật gì cũng được hết vì nó tải mồi từ 10 cho đến 30g, còn tải cá là sẽ từ 10 đến 20 lb, trên dưới 10 kg cá nha các anh. Khoen bắt hãng. Đọt 2 ly mốt trọng lượng 130g, mã số 2. Mã số 2 và giá cần là 370.000, cần câu mã số 2 370.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 3 nha các anh, một cây cần câu dít cắm gốc. Một cây cần câu dít cắm gốc của dòng Du Trang nha. Cây này thì dài 2m1, độ cứng nó sẽ là M. Thông số tải dây bi từ dây số 2 cho đến dây số 4 và tải mồi dít thì từ 60 cho đến 120g nha các anh. Mass power thì được 11 kg này. Mass power 11 kg, bắt hãng bắt vặn luôn. Cây này nó là phôi carbon chứ không phải là phôi fib đâu nha các anh. Phôi carbon, phôi siêu dày luôn. Phôi carbon này cực kỳ dày, cả gốc cả ngọn. Khoen sao khoen hai chân, khoen hãng. Và phôi còn là dạng carbon xoắn nổi nha. Carbon xoắn nổi toàn thân. Carbon cho nên là nó nhẹ lắm các anh, chỉ có 150g mà. Nếu mà hàng fit thì không bao giờ mà nó nhẹ được như này nha. Hàng carbon 150g, đọt sẽ là 2 ly nè. Đọt 2 ly. Cái này các anh câu giúp biển săn mực ống, mực lá hoặc là mình câu dạng câu bè, ngâm bè cũng được nha các anh. Nói chung là cần đánh rất là đa dạng. Chiều dài 2m1, cứng M, khoen bắt hãng. Đọt 2 ly trọng lượng 150g và cần câu mã số 3 ạ. Mã cần câu số 3, giá cần là 450.000. Cần câu mã số 3 có giá là 450.000 ạ.
Và tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây cần 2 khúc nha các anh, một cây 2 khúc châu Phi chiều dài 2m1. Cây này thì tải mồi từ 70 cho đến 100 g nha các anh. 70 đến 100 g, đọt cần to, đọt 3.3 ly. Cần giá mềm, các anh có thể câu ngâm năng xê, câu cá sông, câu cá sông, cá hồ. Câu cá tra cây này cũng rất là khỏe nha các anh. Cá tra 5-6 kg cây này lên vô tư nha, tại vì khách bên em đã báo cá rồi. Đã báo một con cá tra sông hơn 5 kg bằng cây này, còn khỏe lắm các anh. Châu Phi dài 2m1 ạ. Nó tải mồi 70 đến 100 g là canh đánh lăng xê, mình tải cục mồi lăng xê thoải mái yên tâm nha. Đọt to, đọt 3 ly 3. Còn phần cán tay cầm là cán mút này, cầm cực kỳ chắc tay luôn, khoen ba chân khoen hãng. Khoen ba chân khoen hãng nha các anh. Châu Phi 2m1 ạ. Đọt 3.3 ly, trọng lượng là 240 g. 240 g 2m1 nha các anh. Cần câu mã số 4 và giá của cây này là 190.000, mã cần câu số 4 có giá là 190.000 ạ. Và tiếp theo số 5. Số 5 cần câu tay carbon 6m3 nha các anh. Cần tay carbon 6m3. Cây này thì em thấy nó vừa nhẹ vừa cứng nha. Cứng thì cứng 4 đến 5H, nói chung mấy cây cần tay em lên á là thẳng tưng hết, không cây nào võng, các anh yên tâm. Thẳng tưng cứng đều nha, không võng tí nào hết. Và tất cả các lóng đều là carbon xoắn như này luôn, carbon xoắn như này nha các anh, toàn thân. Chiều dài 6m3 và độ cứng sẽ là 4 cho đến 5H ạ. Cần nhẹ lắm các anh, 6m3 mà chỉ có 185g thôi. Cầm nhẹ tê nè, đọt 0.9 ly, trọng lượng 185g. Cần câu mã số 5. Mã số 5 6m3 và giá của cây cần này là 330.000, 330.000 cần câu mã số 5 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 thì có cây Hamon 6m3 nha các anh. Cần câu tay carbon Hamon 6m3 và cây này cứng cũng vẫn là 4 cho đến 5H nha. Riêng dòng Hamon này em chưa có nghe phản hồi tiêu cực luôn các anh. Toàn là khách về câu nhận hàng kiểm tra này, về đi câu test thử trải nghiệm, quay lại ủng hộ thêm rất là nhiều. Các size luôn từ 54 đến 63, màu vàng, màu đỏ. Có lượng nhận rất là nhiều, có khách đặt một lần cả 5-7 cây cho anh em bạn bè trong hội câu nữa nha các anh. Tại vì cần này cái giá của nó rất là mềm so với chất lượng luôn nha. Cực kỳ mềm so với chất lượng. Phôi thì là carbon xoắn toàn thân, không phải phôi fit luôn. Phôi carbon ngon lành hết này các anh. Phôi cần dày lắm, cây này nó đánh là trôi nè, các anh câu trôi là chép, chép dịch vụ, câu tự nhiên đều ok hết. Còn khỏe, phôi dày 6m3 cứng 4 cho đến 5H nha. Ra thẳng tắp à, không hề võng tí nào luôn. Giữ cá tốt lắm nha các anh. Đọt là 0.9 ly, còn trọng lượng là 235g. Và cần câu mã số 6. Cái này sẽ có mã số 6, giá là 370.000, 5m4 với 6m3 đồng giá nha các anh. 370.000, mã số 6. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì em có một cây cần câu tay của G Đức nha các anh. Đây là một cây cần tay của G Đức, có tem G Đức nè các anh, tem chống hàng giả này. Dài 6m3. Nắp chụp đi kèm đầy đủ luôn. G Đức 6m3. Cái này phôi của nó cũng xoắn rất là chất lượng đó các anh. Xoắn cực kỳ chất lượng, xoắn toàn thân như này. Dài 6m3 và độ cứng sẽ là 4 đến 5H nha, phôi dày lắm. Ra thẳng tưng à, nó cứng dạng cứng đều toàn thân luôn các anh, chứ nó không có bị võng cái phần thân nha. Còn cứng đều toàn thân luôn, cực kỳ chất lượng. Carbon xoắn toàn thân cho mình ạ. Và đọt của cái này sẽ là đọt 1 ly nha các anh. Đọt cần 1 ly, chiều dài 6m3, cứng 4 cho đến 5H. Đọt 1 ly còn trọng lượng là 230g ạ. 230g và 6m3. Cần câu mã số 7. Mã cần số 7 và giá cần sẽ là 590.000 cái này nha các anh. 590.000 mã cần câu số 7. Tiếp theo mã số 8. Số 8 em có cái này tới 3 chế độ zoom này. Anh nào thích cần zoom thì lấy cái này nha, giá mềm lắm các anh. Cần tay carbon 6m3 có zoom, nhờ giá cực kỳ mềm luôn, chỉ hơn 500 một tí xíu thôi. Nó sẽ có 3 chế độ là 5m1, 5m7 và 6m3, 3 chế độ zoom ạ. Độ cứng thì là 4 cho đến 5H nha các anh. 4 đến 5H và 6m3. Phôi là phôi carbon nha, phôi dày lắm. Còn bên dưới là có cái khoen để buộc dây bảo hiểm cho mình. Có khoen buộc dây bảo hiểm ạ. Này em đã tháo 4 lóng.
Anh tháo trước bốn lóng để các anh xem cái độ dày của phôi nha. Mình xem độ dày phôi này. Còn bên trong này vẫn còn rất là nhiều nha các anh. Bên trong này còn nhiều lóng lắm. Nhưng mà em tháo trước vài lóng ra để các anh xem độ dày phôi với lại cái độ mới của cần. Cần mới đẹp lắm các anh. Đấy, mới đẹp mà có chế độ dưng nữa. Mình đi câu mà gặp những địa hình chỉ câu được ngắn thôi á, thì các anh có thể câu 5m1 này, còn không là 5m7, còn muốn câu dài hơn thì 6m3, là nó rất là tiện lợi. Câu được nhiều cái kích thước khác nhau, nhiều cái độ dài khác nhau nha các, tùy nhu cầu sử dụng của mình. Phôi carbon xoắn xoắn nổi luôn, xoắn nổi toàn thân, quá chất lượng. Ba chế độ zoom 5m1, 5m7 và 6m3. Độ cứng là 4 cho đến 5H ạ, và đọt cần 1 ly, trọng lượng 248 gram. Cái này mã số 8 nha các. Cần câu mã số 8, ba chế độ zoom. Mã số 8 có giá là 580.000, 580.000 cái này, mã cần câu số 8 ạ. Và tiếp theo là mã số 9 nha các. Số 9 thì có cây cần câu tay carbon của GW luôn, và bảng này thì màu nước sơn là màu xanh đẹp ạ. Nước sơn màu xanh đẹp nha các. Chiều dài là 6m3, cần câu tay carbon GW. GW 6m3. Hàng chính hãng GW nha các, có nắp chụp. Những cái này thì em sẽ gửi nắp chụp cho các anh đầy đủ này. Màu nước sơn của nó thì là màu xanh đậm như này. Xanh đậm nha các anh. Em tháo lóng ra, các anh nhìn lóng á, nhìn màu nước sơn còn á, nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, tháo lóng ra mình sẽ xem rõ hơn này. GW 6m3 nha các anh. Phô cũng dài. Cái nào phô cũng dài hết. Vì mấy dòng này thì canh đánh trôi, chép tự nhiên, đánh dịch vụ đều được hết. Bên em đi câu rất là nhiều nha các, trải nghiệm cực kỳ nhiều. Với lại nó nhỏ gọn, tiện lợi để mình bỏ ba lô, cốp xe, đi du lịch dã ngoại thì mang theo cho nó tiện, nó đỡ cồng kềnh. 6m3 nha, cứng 4 cho đến 5H. Và đọt cần sẽ là 0.9 ly. Cái này có trọng lượng là 236 gram nha các, 236 gram và 6m3. Cần câu mã số 9, giá cần 390.000, mã cần câu số 9 có giá là 390.000 ạ. Và tiếp theo mã cần số 10 nha các. Số 10 là một cây cần 2 khúc dòng Wind Dragon nha. Wind Dragon chiều dài là 2m4 ạ. 2m4, và cây này cứng từ 60 cho đến 100 là cứng tầm 80 nha các. 60 đến 100 là cứng 80, Wind Dragon 2m4 nè. Một bên thì nó sẽ xoắn nổi như này, còn bên này thì nó sẽ xoắn dạng caro nha các. Bên này xoắn caro, bên này xoắn nổi đẹp. Khoen ba chân, khoen hãng. Cái này chất lượng lắm các, vì đòn nó to, đòn tới 3 ly 5. Ngâm lan xê, cha chiếc rồi này, các anh đánh xong thoải mái. Còn phôi dày lắm, phôi cực kỳ dày luôn. Này mà các anh xem phôi còn nha. Riêng cái này là em bán là chưa có cái phản hồi nào từ khách câu mà nó bị gãy cần nha các anh. Chỉ có vận chuyển hàng á, hàng hóa vận chuyển rủi ro trong cái quá trình vận chuyển thì nó vỡ ống nước thì nó mới ảnh hưởng đến cần thôi, còn về câu kéo thì chưa phản hồi gãy cây này bao giờ luôn. Wind Dragon 2m4, phôi dày lắm, hàng rất là chất lượng, các anh cầm trên tay mình cảm nhận được ngay chất lượng cần. 2m4 nha, cứng 80 ạ. Khoen bát hãng và đọt sẽ là 3.5 ly, còn trọng lượng của cây này nó là 190 gram nha các anh. Sử dụng carbon tốt cho nên là nó cứng, phôi nó dày nhưng mà nó khá là nhẹ, không có quá nặng tay nha các anh. 190 gram à, khách bên em thì rất là chuộng xa 2m1 với 2m4 luôn, để đi câu biển, ngâm biển rồi này, tra xong, nói chung là câu đa dạng lắm các anh, đa dạng tùy nhu cầu sử dụng của mình. Và còn câu mã số 10, 390.000, 390.000, 2m4, mã cần số 10 ạ. Tiếp theo là mã 11. 11 thì em có cây Yamaga nha các, Yamaga Blank. Cái này thì dòng Limited Yamaga Blank, nội địa Nhật nha, Made in Japan ạ. Phôi thì sử dụng là phôi carbon, carbon xoắn, carbon xoắn toàn thân. Cái này luôn lóc nè các, đã lóc bom, cá chẽm. Cá chẽm rồi lóc rừng, nó chạy khỏe. Các dùng cây này kéo cho nó khỏe nha. Dòng khoen Fuji xứ xích gôn, alo cũng là alo xích gôn luôn. Các bạn xoắn hết hai da toàn thân. Chiều dài là 2m4, độ cứng MH nha các anh. Cứng MH, độ cứng cao, các anh câu lua nhái thật đều ok nha. Và bát thì sử dụng là giảm bát C4 cộng nha các anh. Bát vặn, bát C4 cộng nè. Còn cái cán tay cầm là cán mút nha. Cán tay cầm ở đây là cán mút, phô xoắn hết hai da toàn thân luôn. Phô dày lắm các anh. Cần luôn, phôi dày cực kỳ. Bên dưới này có khắc chữ Yamaga, với lại trên cái bát này cũng có Yamaga nè các.
Giờ mà gặp lần nha. Cái này thì các anh câu nhái thật vô tư nha, vì nó tản mồi mát tới 60 gram lận. Mát tới 60 gram, khoen hai chương. Fuji, loại xứ xích, chương khoen chương gold. Cái xứ này nó được mài tròn là các anh thoát dây nó sẽ rất là nhanh nha, hạn chế rối dây. Đọt 2 ly 3, trọng lượng 160 gram và mã cần câu số 11. Giá cần 24 là 1 triệu 250 nghìn. 1 triệu 250 nghìn cần 24 này nha các anh. Và tiếp theo là mã số 12, một cây cần Isonixin. Isonixin hàng nội địa Nhật nha các anh. Chiều dài cây này nó là 4m5 và độ cứng là độ cứng 4 ạ. 4m5 cứng 4, made in Japan này, mã có tem vàng đầy đủ luôn ạ. Bát thì sử dụng là dạng bát Fuji, bát vặn nha các anh. Bát Fuji, bát vặn như này. ISO của Nissin nha, ISO Nissin. Nissin hàng nội địa luôn các anh. Và cần 4m5 này thì nó sẽ có tổng cộng là 5 lóng, 5 lóng đi kèm với lại 4 cái khoen chạy nha. 5 lóng và 4 khoen chạy. Từ khoen này cho đến alo thì đều nguyên zin của cần hết nha các anh. ISO câu biển rồi này. Câu biển, câu sông, câu chim, chép trôi. Carbon xoắn từ đầu lóng ngọn luôn ạ. Phôi lóng nguyên zin theo cần. Thì những cái này hàng tuyển chọn sắp thay về. Còn rất là đẹp nha các anh. Và cái dàn khoen của nó thì sử dụng là dạng khoen ba chân như này này. Khoen ba chân. Cái lọ sứ bên trong cũng là sứ xích luôn các anh. Lọ sứ bên trong là sứ xích. Isonixin Japan. 4m5 cứng 4. Cái này nếu mà hạ tay nó sẽ vào khoảng tầm là 5-6H nha các anh. Nếu mà hạ tay 5-6H thoải mái. 4m5 cứng 4 và thông số ngọn cần. Cái này các anh đợi tí để em đo thông số nha. Và ngọn của cái này sẽ là 2 ly nha các anh. Ngọn cần 2 ly còn trọng lượng là 230g nha. Và cần câu mã số 12, mã cần câu 12 Isonixin có giá là 3.690.000. 3.690.000 nha các anh, mã số 12 ạ. Và tiếp theo là mã số 13, 13 là một cây cần 2 khúc chuyên câu bạo lực nha các anh, đều một cây Dawa Holder Lock luôn nha. Phôi Dawa Holder Lock thì quá chất lượng rồi các anh. Ngâm biển câu săn hàng, câu cá thu này, cá ngừ, các anh lấy cây này câu nó rất là khỏe nha. Cá vài chục ký các anh kéo bằng cây này thoải mái luôn, vì đòn nó to lắm các anh. Đọt của cần này là nó tới 3 ly 6, 3 ly 7. Đọt cái này to. Để em đo thông số nọ. 3 ly 6 nha các anh. 3 ly 6, 3 ly 7 luôn. Còn dàn khoen thì là khoen Fuji Titanium. Lọ xứ xích, chương khoen chương gold. Chương khoen chương gold nha các anh. Còn lọ xứ bên trong xứ xích này, dạng khoen chương cầu. Cái khoen này thì chịu lực quá tốt rồi các anh. Phải kế vài chục ký yên tâm luôn. Alo này, alo Fuji Titanium, loại xứ xích chuyên gold luôn ạ. Anh xem độ dày của cái khoen này, khoen rất là chất lượng luôn nha. Bát Fuji, bát vặn, Dawa Holder Lock. Và đọt cần là 3 ly 6, trọng lượng 490g ạ. Và cần 2 khúc 2m7 cứng 200 này có giá là 1.650.000. Hàng Korea xuất Nhật nha các, 1.650. Mã số 13 ạ, 1.650.000. Và tiếp theo mã số 14 nha các. 14 thêm có một cây 2 khúc của Manbika nha. Một cây còn 2 khúc chuyên câu cá tra, câu giải, đánh giải rồi thì các anh lấy cây này rất là ok. Hoặc là mình thích câu ba tiêu thì câu cây này nha các anh. Đánh ba tiêu rồi này, Manbika Evolution 3m2 ạ. Độ dài chuẩn để câu giải luôn các anh, dài 3m2. Độ cứng của nó tới 3XH nha. Đọt to, cứng cao, đọt 3 ly 6. Và những cây độ cứng cao như này, khi mà các anh ném mồi á, cái độ chuẩn xác của nó cũng sẽ cao hơn. Khi mà mình ném mồi á, nó sẽ đến những cái chỗ mà các anh đúng ý như các anh á. Cái độ chuẩn xác khi mà ném nó rất là cao. Tải mồi thì cỡ chừng 1 kg đến 1,5 kg nha các anh. Ký đến 1,5 kg, hạn cao quá nè. Tải tầm 3 bi, bình thường các anh câu giải á, các anh câu 3 bi. Còn giờ mình muốn đánh to hơn, đánh tầm 4-5 bi thì cây này cũng phải nổi nha các anh. Phải được 4-5 bi luôn. Tại vì đọt nó to, cứng cao lắm. Đọt tới 3 ly 6 nha các anh. Phôi thì siêu dày, phôi xoắn ít 2 da. Đọt 3.6 ly ạ. Và con này có trọng lượng là 560g. 560g nha các anh. Dàn khoen 3 chân nè. 560g. Một cái cố định máy và một cái chống trượt nha các anh. Cán tay cầm, cán mút.
Và cần câu mã số 14 nhé, mã 14, giá cần này là 1.950.000, mã cần câu 14, 1.950.000 ạ. Và bây giờ em sẽ lên đồng hồ nhé ta. Đồng hồ này thì em sẽ đo cái đường kính mặt. Nên, em sẽ đo cái đường kính mặt như này nha. Anh nào thấy phù hợp thì mình đặt nha. Như mặt này thì đường kính nó là 32 nè các 32 ly. Thì những cái này em về được có 20 chiếc rồi, cho nên là em cho nổ lên. Thế em sẽ quay cái ngoại hình cho các anh xem nha. Những cái này mình về mình thay pin là sử dụng bình thường tốt nha các. Tại vì hàng bãi Nhật về, các anh xem đã qua sử dụng này. Nhưng mà nó không hề bị reset luôn. Hàng xuất Nhật nó rất là chất lượng nha các. Cái này nó chất lượng lắm, nó bền. Các anh về chỉ việc thay pin thôi, rồi mình sử dụng bình thường. Bên dưới nó có ghi titanium này, made in China, hàng China xuất Nhật. Đường kính mặt là 32 ly nha các. 32 ly. Hoặc là những cái mà nó nhỏ nhỏ thì các anh có thể đem về tặng vợ này làm quà nha các. Đây để em đo luôn cái chiều ngang của cái sợi dây này để các anh dễ hình dung. Cái này là nó khoảng tầm 1,5 cm nha các. Chiều dài dây á. À, chiều ngang chứ, chiều ngang và chiều ngang của cái dây này là 1,5 cm, còn đường kính mặt là 32 ly. Thì đồng hồ thì đồng giá 199.000 hết nha các. Đồng giá 199.000 hết. Mặt đẹp nha. Mã số 1 nè. Mã số 1, các ương mã nào thì mình alo em nha. Em có vài mã thôi, 20 mã. Tiếp theo số 2 là các dòng Rolex luôn nha, Rolex. Rolex này, để em đo cái chiều ngang của nó cũng 1,5 cm các. Mấy cái này em thấy đa số là đều 1,5 cm hết, đều 1,5 cm hết á. Đo mặt nha, mặt của nó là 34 ly nha các. 34 ly Rolex, 34 ly, mã số 2 nha. Đồng hồ thì đồng giá cho các anh 199.000. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 đây các. Cái mặt này nó là cũng 35 á các, 35 ly luôn. 35 ly, còn chiều dài, chiều ngang của dây này. Cái này thì nó nhỉnh hơn 0,1 nha các, là 1.6 cm, 1.6 1.7 cm. Dây này to các anh đeo thì vừa nha. 1.6 1.7 cm này. Đây là mã số 3, 199.000 luôn. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 là đồng hồ Casio nha các. Casio. Cái này nó sản xuất ở Malaysia các, lắp ráp ở Malaysia. Về thay pin là sử dụng bình thường ạ. Chiều ngang của dây này là 1,5 cm, em thấy đa số nó đều là 1,5 cm các, đeo nó không có bị thô quá. Còn mặt này thì đường kính là 32 ly. 32 ly mã số 4 nha, 199.000. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 này các. Đường kính mặt là 35 ly nha, 35 ly cái này. Swatch width nè các. Về mình thay pin thôi là sử dụng bình thường. Còn về kích thước chiều ngang của nó là 1.7 cm. Chiều ngang là 1.7 cm nha các. Đây là mã số 5 này. Mã số 5. 199.000 luôn, mã số 5, 199.000. Tiếp theo mã số 6. Số 6. Chiều ngang dây nó cũng cỡ 1,5 cm các. 1,5 cm luôn. Còn đường kính mặt là chắc tầm cỡ 29. Đường kính mặt ba mươi lăm ly nha các, mặt này mặt 35 ly, mã số 6 này, 199.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 dòng mà Sting Sporty version, mã số 7 nha các. Này nó không có ghi nước sản xuất, nó chỉ ghi Japan thôi, ghi đúng mỗi Japan. Đây là mã số số 7 nha, mã số 7, 199.000. Các anh muốn xem thêm chi tiết hoặc kích thước đó, mình cứ inbox em sẽ đo lại kỹ hơn cho các anh nha. Rồi tiếp theo là số 8. Số 8 này, trên mặt nó ghi
Eco Drive Titanium này các Citizen. Cái nào mà nó có ghi xuất xứ hay gì thì em cũng sẽ báo cho các nha, tại vì hàng nhập vải về thì nó liên doanh nhiều nước lắm các, liên doanh nhiều nước lắm. Mình ưng ý cái nào mình cứ alo em đo lại, các em muốn đo chiều dài dây này hay là đường kính mặt em đo lại cho các anh. Đây là mã số 899.000, mã số 899.000 nha. Tiếp theo mã số 9 Thunderbird nha các, Titanium Water. Này về cũng chỉ thay pin thôi các, thay pin là sử dụng bình thường, thay pin thì nó cũng không tốn nhiều, 15-20 nghìn. Đây là mã số 9 nha, mã số 9 199.000 luôn, mã số 9 giá là 199.000. Và tiếp theo mã số 10 ạ. Mã số 10. Cái mặt này em thấy các chị đeo hợp nha, để con mua về làm quà tặng vợ để xin visa đi câu cho nó dễ nha. Vincent này. Mặt này thì chị em đeo hợp nha các. Các chị em đeo hợp mình mua làm quà tặng rất là hợp lý luôn nha. 199.000 mã số 10. Tiếp theo là mã 11. 11 đã căn Lega Balenciaga. À, Balenciaga. Cái này thì cái dây của nó đây các, cái nút bấm ở sau nó sẽ là như này. Dây nó dày lắm các, dày mà chất lượng cực kỳ luôn. Đây là mã 11 nha, 199.000. Tiếp theo mã 12. Mã số 12 này các. Lên G Titanium luôn ạ. Cái này thì nó vẫn còn hoạt động nè. Nhưng mấy cái này còn hoạt động, còn có nhiều cái, tại vì thời gian lâu đó các thì nó cũng sẽ hết pin đó. Về thay pin là được, của Casio này. Casio. Đây là mã số 12 nha, mã 12 199.000, mã 12 199.000. Tiếp theo mã 13. 13 em thấy bảng này to nha, anh là mặt tay to đeo cực kỳ phù hợp luôn. Chiều dài dây, chiều ngang dây của nó là đã là 2 cm rồi nè các. Chiều ngang dây là 2 cm. Các anh mà tay to đeo bảng này cực kỳ hợp. Tay to đeo bảng này rất là đẹp. Còn về cái đường kính nó là 40 luôn nha các, đường kính mặt là 40 mm. 40 mm vẫn còn hoạt động này. Anh nào tay to đeo cái đồng hồ này rất là đẹp nha. Mã 13, 199.000. Tiếp theo 14. Tiếp tục mẫu để tặng vợ nè các. Hình vuông nha, mặt hình vuông. Mặt hình vuông. Dây nè, dây cũng còn đẹp. Không lỗi lầm gì đâu các, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Này đi thay pin là được. Mã số 14 nha, mã 14 giá 199.000, mã 14 199.000 ạ. Tiếp theo mã 15, em thấy cái mặt này đẹp nè các. Mặt này đẹp nhờ dành cho các anh dạng mình dân sưu tầm hoặc là mình có thể hình dung được là mấy giờ nha, tại vì nó không có kim số, nó cũng không có kim nó không có số nha, nó không có số, nó chỉ có kim giờ, kim giây, kim phút thôi. Kim giờ với kim phút thôi, nó không có số. Là dành cho các anh dân chuyên sưu tầm. Sưu tầm nha các, mặt này em thấy đẹp, mặt đẹp. Dây thì dây da. Dây da. Và đây là mã số 15 cân, mã 15 199.000, mã số 15 199.000 nha. Tiếp theo mã 16 Citizen luôn các. Citizen Japan. Citizen Japan ạ. Mình về mình thay pin giúp em nha. Thay pin giúp em. Và đây là mã 16 nè, 199.000, 199.000 mã số 16. Tiếp theo mã 17. Cái mặt này đẹp lắm nè các. Mà này còn sáng nè. Sáng đẹp nha. Dây nó cũng còn sáng bóng luôn á. Này chắc tầm 1.7 cm đó các, chiều ngang 1.7 cm. Và mã số 17. Mã 17 199.000, mã 17 nha các, 199.000 ạ. Tiếp theo là mã 18. 18 một cái đồng hồ sapphire. Sapphire nha các. Sapphire. Nó cũng không ghi xuất xứ nữa. Nhà em thấy dây này nó cũng đẹp các anh, phù hợp với các chị. Mang nó đẹp đó, nó gọn. Đây là mã 18 nha, 18 giá là 199.000. Tiếp theo mã 19. 19, dây này màu vàng nè ha, màu vàng của Hàn Quốc. Mã 19 nha.
199.000 luôn. Và tiếp theo là mã số 20. 20 là cái đồng hồ cuối cùng nữa các. Dây này thì nó là dạng co giãn, mình đeo như vòng tay á các. Đeo như vòng tay như này nè. Dây nó có thể co giãn nha. Đeo như vòng tay luôn. Còn đây là cái mặt mặt đồng hồ. Japan luôn nha các. Japan luôn, Citizen Japan. Và mã số 20 nè, mã 20 199.000 ạ. Và xong 20 mã đồng hồ thì em qua dù với lại phụ kiện cho các anh. Đầu tiên là dù BE của IGK nha, đây là size số 10. Tải cá của nó là 140 lb, là trên dưới khoảng tầm 5-60 kg cá nha các anh, cực kỳ khỏe luôn. Dù BE IGK ạ. Dù này thì nó sẽ có cái màu xanh rêu nha các anh, và sử dụng công nghệ X8, bện 8 sợi dây vào với nhau nên là nó rất là dai nha. Cực kỳ dai, chịu lực rất là tốt, rất là khỏe luôn, tải cá tới 5-60 kg cá. Và một cuộn như này là 100m dây nha các anh. Một cuộn 100m dây. Đường kính dây sẽ là 0.60mm ạ. Và em có combo là 2 cuộn. Combo 2 cuộn tổng 200m dây, giá chỉ 99.000. Combo mã số 1, 2 cuộn. 2 cuộn ở UVA nha các anh, giá là 99.000. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 là có cái dòng cước Toto nha các anh. Cước Toto này thì cái sợi cước nó là màu trong, màu trắng trong như này nè. Cái sợi nó dai lắm các, dai mà mịn, có độ đàn hồi tốt. Nó chống xoắn dây nha, chống xoắn dây, hạn chế rối dây. Với lại size 2 chấm này á, canh đánh lua, đánh lua hả, câu ISO rất là phù hợp tiện lợi ạ. Sợi nhỏ mảnh thì mình ném dây nó sẽ đi xa nha các. 0.20mm size tầm 2 chấm. Và tải cá thì 4,3 kg nha các. Tải 4,3 kg cá, và cứ một cuộn như này là 150m dây. Một cuộn 150m dây. Đây là mã số 2 nha các. Mã số 2 có giá là 120.000. Và bên em thì vẫn đang có chương trình mua 1 tặng 1 nha các. Là các sẽ mua được 2 cuộn với giá vẫn vậy, chỉ 120.000 thôi. 2 cuộn như này, 120 nha các. Tiếp theo số 3. Số 3 là size 0.35mm. Đường kính dây 0.35mm thì size cước nó khoảng tầm là size số 5 nha các. Còn size số 5. Tải cá 12,5 kg ạ. Và ở một cuộn như này cũng là 100m dây luôn. Một cuộn 100m. Mua 1 tặng 1, được 2 cuộn nha các. Được 2 cuộn 200m dây. Giá vẫn vậy, 120.000. 120.000 combo 2 cuộn. Mã số 3. Tiếp theo mã số 4 là lưỡi câu BVLC nha các. Đây là lưỡi size số 10, 11 và 12. Nó sẽ có 3 kích thước lưỡi ở trong một combo như này. Và một combo như này là 10 hộp nè các. 10 hộp và ít nhiều là cũng trên 300 lưỡi nha. Trên 300 lưỡi nhiều lắm các. Mình câu nó đỡ hao, nhất là câu xong rồi dính rác dính bèo nhiều. Câu lưỡi này đỡ hao lắm các. Đặt trên vỏ ô ly thì nó sẽ là 3 ô rưỡi nè, 4 ô với lại 4 ô rưỡi vỏ. Lưỡi size to, câu biển sang hàng, đánh ngâm nha các, ngâm biển sang hàng. Và combo này thì có mã số 4, 99.000. Mã số 4 giá là 99.000 ạ. Tiếp theo mã số 5 thì có cước của Team Daiwa nha các. Cước Team Daiwa đường kính dây 0.30mm. Size cước thì khoảng tầm là size số 4 ạ. Size này nó tầm size số 4 nha các. Và tải cá thì được 7 kg, là 14 lb, 7 kg nha. Một cuộn như này là 100m dây nè. Cứ một cuộn 100m, em mua combo 3 cuộn. 3 cuộn là 300m dây nối liền với nhau luôn, nên là các anh câu tới đâu thì mình cắt tới đó thôi. Thì muốn câu bao nhiêu mét thì cũng có thể vào được hết. Một cuộn là 300m nè các, size số 4. Combo 3 cuộn 99.000, mã số 5. Combo 3 cuộn 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 sẽ là lưỡi câu nha các, lưỡi câu gold. Lưỡi câu gold, câu màu gold, đánh đơn đài, câu trôi chép, câu rô phi. Chiều dài của nó thì là gần hai ô ly vỡ nha các, còn chiều rộng là gần một ô ly, dài gần hai ô, rộng gần một ô ạ. Và cứ một vỉ như này á, là bên trong có 50 lưỡi, một vỉ là trong được 50 lưỡi nha các. Combo 3 vỉ khoảng 150 lưỡi, có mã số 6 ạ. Mã số 6 99.000. Mã số 6 giá là 99.000 ạ. Tiếp theo là mã số 7 nha các. Số 7 là lưỡi dài câu cá chim, câu cá cháp, cá chê rồi nè các. Câu cá chim, cá chê, thân lưỡi của nó dài nha, hạn chế cá cắn cướp. Thân dày lắm các, sử dụng chất liệu thép không rỉ. Có lỗ sọ cướp ở đầu này. Và cái đầu lưỡi thì nó sẽ có ngạnh cho mình nha. Đầu lưỡi có ngạnh.
Cứ một vỉ như này bên trong là 10 lưỡi nha các. Một vỉ 10 lưỡi. Và một combo như này thì em có 7 vỉ tất cả nha. Một combo 7 vỉ tất cả. Đây là mã số 7. Mã số 7 luôn. 99.000. Mã số 7 giá 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 thì em có, đây là thẻo câu đầm. Thẻo câu đầm, câu cá bóng đục rồi nha các. Cái thân của nó dài nha. Dạng thân dài như này, có ngạnh ở bên này, có ngạnh ở đầu lưỡi. Size lưỡi thì dùng là size số 12 nha các. Size lưỡi dùng size số 12. Và một vỉ như này á, thì nó sẽ có hai thẻo, mỗi thẻo là 6 lưỡi. Một vỉ hai thẻo, mỗi thẻo 6 lưỡi nha các. Combo 15 vỉ tất cả. Đây là mã số 8 ạ. Mã số 8 giá 99.000, mã số 8 có giá 99.000. Và tiếp theo mã số 9, giới thiệu đến các một con máy lua ngang sử dụng tai quay ở bên phía tay bên trái nha. Tai quay bên trái, các lua cá lóc này, lua cá lêu, cá sộp, cá măng đều ok hết ạ. Đây là mã số 9 nha các, Boss One XT150 hay chin, tai quay đôi, tai quay kim loại. Còn đây là núm spoon mình cân chỉnh mồi ở đây nha. Cái lô cước bên trong của nó là kim loại các, kim loại màu gold. Xoay nè, cái nút và xả cước sẽ tự động bật lên. Làm còn mới lắm ạ. Và vòng tua máy này nó cũng tương đối cao các, 7.2 lận nha. Vòng tua 7.2. Và mã số 9 có giá là 590.000, mã số 9 590.000. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thì có một con máy đánh bạc bãi hoặc canh câu lục nha. Câu lục đánh bạc bãi câu ba tiêu rất là ok ạ. Dòng gold 7.000. Gà cước con lăn hoạt động tốt hết này. Có thể đảo chiều tay quay được. Canh đảo bên trái bên phải đều được hết nha. Và khi máy hoạt động thì nó sẽ có chốt chặn một chiều. Quay nhẹ tên luôn các, không xào không lắc một tí nào luôn. Máy gold size 7.000. Vòng tua sẽ là 5.2 ạ. Vòng tua 5.2, ngâm lăn xê bạc bãi, câu lục xa bờ, câu ba tiêu. Và đây là mã số 10 ạ. Mã số 10 có giá là 290.000. Mã máy câu số 10 giá 290.000 ạ. Và tiếp theo số 11. 11 thì em có con máy xa 2.000 nha các, dòng PA2.000. Vòng tua máy 5.2 luôn ạ. Vòng tua 5.2 và cước số 2 sẽ vào đủ 150 mét dây. Lua máy này thì bao phê luôn nha các. Lua hoặc canh câu tôm, câu iso, câu đơn đều được hết ạ. Máy đánh rất là đa dạng. Nhỏ nhưng mà rất là khỏe nha canh. Vừa rồi khách em có báo con cá lóc 3,5 kg bằng con máy này nè. Nhìn vậy thôi chứ nó khỏe lắm, khỏe cực kỳ luôn, chạy tới 8 bạc đạn. Cho nên là hỗ trợ canh tải cá rất là tốt nha. Tải cá khỏe lắm. Chỉ là cái kỹ thuật của mình câu, mình cứ thả côn này, xả cước ra cho nó chạy. Mệt thì dìu vào rồi dùng vợt vớt thôi canh. Máy xa 2.000, một chiều hai chiều ok hết này, không lỗi lầm. Mã số 11 250.000, mã 11 250.000 ạ. Và tiếp theo mã 12, 12 là máy Speed Ultra size 4.000 nha các. Speed Ultra size 4.000. Vòng tua 5.2 ạ. Tua 5.2. Và cước số 4 vào 106, cước 5.2, cước số 6 thì vào 85 mét dây. Xa 4.000 nha. Canh câu mà dạng lưu biển á, lưu biển hoặc mình đánh ngâm, đánh lục đầu cần thì dùng máy này rất là hiệu quả các. Ultra Speed C4000. Đây là mã số 12, mã máy số 12 có giá là 270.000. Máy câu mã số 12 giá là 270.000 ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.